Hello, xin chào các bạn đến clip của mình ngày hôm nay. Thì clip của mình ngày hôm nay thì mình sẽ thử xem đồ của Việt Nam bên Nhật tận dụng như nào nhé. Có đắt như kiểu là các bạn senpai đã nói hay là những người đã đi Nhật đã nói nhé. Ok. Ok, và mình sẽ bắt đầu với từng loại. Bên này bún tươi 280 yên, tương đương với 60.000 đồng. Một cái bún này các bạn này. Việt Nam mình 60.000 ăn cả làng không hết. Ok, cà phê các bạn ơi. Cà phê gì đây? G7 thứ thiệt. 800 yên. 160.000 đồng. Thế là anh Huy mua một giày à? Mua giày với đấy. Xong mua giày ở Thuận này. Đủ chơi loại 2 man luôn. Vịt á? Đấy mà. Theo tụ kia xem. Vịt đòi ý. Gì vịt? Đâu? Đây là sa tế à? 50.000 một lon. Còn no các bạn ơi. Còn no bên Việt Nam mình giá bao nhiêu rồi? Bên này 40.000, 210 yên. Cần no cá kho 210 yên thôi. Bột canh các bạn ơi. Bột canh iốt Hải Châu luôn. Bán biển các bạn 60.000 một bao bột canh bé tí như này. Đây nữa. 280 yên, 60.000. Đặc biệt là mắm tô các bạn ơi. Mắm tôm ở miền Trung gọi là ruốc. Ruốc tươi. Loại này mà thịt chó mà chấm với lắm mơ mà tuyệt vời luôn, vào bát tuyệt vời. 450 yên. 90.000 đồng một chai mắm tôm các bạn ơi. Trời ơi. Ủ Nam ngư đó các bạn ơi. 900 yên một chai là tương đương với 160.000 đồng. Bạn thấy rẻ hay là đắt ạ? Mong Huy, mì tớ ta bình ra bà gia dự tình như vậy. Xong tụ coi như hỏng. Ok, mình sang bên này. Đây là lá nem này. Gà trên này rẻ mà, có 350 yên, 320 yên một con này. Còn ở nhà mình Cường Thái 480 yên cơ. Ok, ở đây là mì tôm hạng hạng. Giá ở đâu nhờ? Ở đây đâu có giá nhỉ? Nhưng mà một gói này là 20.000. Đâu có giá. Mì tôm đâu có giá nhỉ? Tôi này á? Ừ. Giá đéo thôi ở đâu ấy, bỏ đâu ấy. Hạ cự yên. 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 22.000 đồng các bạn ạ. Tiếp toàn là anh nhập tài. Để xem chai tường bao nhiêu. Chín xu. Ừ, trước 455 yên là 90.000 đồng, giờ 385 yên 80.000 đồng. Chà, đắt như dòi. Trên hấp bách rồi. Trên 8 á. Trên 8 á. Trên 8. Vịt các bạn đây. Vịt ở Việt Nam, ở này 2 con rất to. Đưa ra 2 con luôn à, mua luôn à. Mua con thôi. Tự mua 2 con. Điên này. Với ăn thế nào cho hết. Sao không nghe thịt vịt mấy. Sao đâu được. Mua cứ vào. Bỏ. Bên này gà là 180 yên, 320.000 đồng Việt Nam. Okay, đồ đây là cửa hàng Trung Quốc các bạn nhé. Những bạn nào ở Shizuoka thì nếu mà xuống ở thành phố Shizuoka ấy mà chưa biết quán này thì hãy báo với mình để mình chụp địa chỉ cho nhé. Đấy, rau mùi Việt Nam các bạn ơi. Nhưng mình nghĩ rau mùi này ở Trung Quốc đưa sang ấy. Hả? Dạ dày á?
Dạ dày ngon đấy. Lạc bạn ơi. Giò, giò bữa trước thói ở đây bây giờ không thấy giò đâu nhỉ. Giò nước đéo thói con này. Chân giò ấy. Chân giò ạ. Ừ. Chân giò vẹ cũng về được ấy. Ở đây toàn lượng hàng nhập nội. Đây có rất nhiều loại các bạn ạ. À, 300 yên. 300 yên. Ừ, yên. À, hay. Mì mì hoa lửa, mì mì. À, hay, có cái ta. Ủa, bút được tạo hả? Tư tạo. Tôi biết. Rồi. Con này mình bỏ đâu hả? Mày mua gì đấy? Cá. Cá. Cá còn không? Để vào tí rồi vào trong. Ok, và anh em mình sẽ đến cửa hàng gia vị nhá. Đây là phả các bạn ơi. Phả này từng này tầm 10 mấy củ ấy thì tương đương với 300 yên. 300 yên 60 000 đồng từng này bạn ạ. Riềng riềng đâu nhỉ? Quán này. Quán ơi. Xem riềng thì mày ở nhà có riềng không? Để tí về làm chợ cầy riềng ý. Làm chợ cầy riêng, tao mua cái kia. Riêng hôm bữa em mua ở đây mà. Cái này là gì đó? Sớt. Rồi biết. Ở cá gì đó gì đấy. Ồ xạ, xạ, đây là xạ ép luôn. Ồ lá chanh này, à lá chanh. Được trước ở mua ở đây. Không biết gia vị bao nhiêu. Ở đây có gì cũng có các bạn nhé, trừ cá không có ra, cá gì cũng có. Con lóc này không biết bao nhiêu này, để mình mua một con. Đúng nhau mà, đúng các chưa là con. Xin mời mấy chuyện. Cô đây, Igor Rice có? Con nana hẹp hình như chuyện. Nana hẹp hứa? Nana hẹp hứa? Vâng. 140.000 đồng. Mày và con là bao nhiêu? 450. Hả? 450. Ở đâu con? Đặt. Vai. Các bạn ơi. Các bạn lấy hết cá. Cá rô phi ở Việt Nam. Bây giờ nó trường cá nhỏ. 90.000 đồng các bạn này. Còn đây là cá lóc 750 yên tương đương 150.000 đồng. À, nên mua không nhỉ? Đắt như chưa bao giờ, đắt luôn. Ok, mình sẽ mua riềng để... Riềng ở đâu anh ơi? Riềng nó trước mua đâu nhỉ? Đây á. Toàn xạ thôi. Ừ. Tí về lấu chỗ cầy chứ để... Đó cầy á? Mua tao mua đợ, tao mua chân giò. Chân giò mà đéo có cái riêng thì ăn ra đéo gì nữa. 300 yên à, 60.000 đó đây. Mình sẽ mua cái này về làm chợ cầy. Bên này thì ca rượu có nhưng mỗi tiền không có đâu. À, mua con gà về ăn cho nó vui mồm. Hả? Đủ gà to như kiểu là con gà luôn các bạn ạ. Nhưng gà này rẻ các bạn đấy. Ok, okay. Đây là các giá các bạn đây. Chân gà 150 yên một đùm. Không biết đùm nhiều ít. Bên này có thịt chó luôn các bạn đấy. Thịt chó 3 sen 600.000 một cân. Không, okay. Không, không có giường mua sạn. Được, chấp nhận có phận từng đầu. Con gà. Ô, độ, ô. Bên này độ này là 360 yên này. Nói chung bên này là, ô. Xương ống này ngon các bạn ơi. 852 yên 170.000 đồng ấy. Ok. Má.
và mình sẽ kết thúc video ở đây. Những bạn nào thấy clip của mình hay thì hãy like subscribe cho mình nhé. Gà lại gà ấy đấy. Gà. Ừ, gà non. Wakai tori. Igrais ka? Rộp à à à. Tôi nghĩ đã ăn yên rộp rồi 4 và 6 rồi. Bằng bây giờ mình bắt đầu vào tính tiền. Đây gia vị rất là nhiều bạn đây. Các những bạn nào muốn đến đây mua thì hãy check cho mình nhé. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Những bạn nào thấy clip của mình hay thì hãy like và subscribe cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Ok.